Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay thì xét về mọi khía cạnh chúng ta đã thấy và Vũ Quang nói rất là nhiều lần. Bây giờ nó chỉ là một cái tiến trình dẫn chứng thêm thôi. Tập thể phương Tây về cái quyền bá chủ áp đặt, hù dọa, tống tiền rồi sử dụng truyền thông giật dây cho các tổ chức xã hội dân sự để gây rối an ninh trật tự của nhiều quốc gia, nó thực sự không còn có hiệu lực, không có hiệu quả. Ngay như thời điểm bây giờ Ukraine vẫn đang giao tranh ác liệt thì bản thân Mỹ lại lên một kế hoạch âm mưu để tấn công vào khu vực đông người ở tại Syria và Libya đấy. Rồi thì câu chuyện của Serbia và Kosovo cũng đang rất nóng bỏng. Rồi thì đe dọa nội chiến ở tại châu Âu có thể nổ ra, và đặc biệt là tại đó là Ba Lan, có đúng không? Và cỗ máy truyền thông của phương Tây thì vẫn đang tuyên truyền để hạ bệ về nước Nga, nhưng mà cái dư âm thì vẫn cứ đang diễn ra ở tại châu Âu cùng với ở tại Ukraine là kiên quyết bài Nga tới cùng, bài văn hóa của Nga, và thậm chí còn muốn tổ chức một cái chương trình thượng đỉnh thế giới không có liên bang Nga nữa cơ đó. Nhưng mà đến ngày hôm nay về bàn cờ quân sự thế giới thì rõ ràng trung tâm quyền lực nó đang nằm ở nền kinh tế mới nổi, và trung tâm của thế giới đa cực là Nga và Trung chứ không phải là Hoa Kỳ nữa. Đây được coi là một thế bất lực của nước Mỹ đang cố gắng kêu gọi đồng minh chư hầu của mình, liên minh giữa NATO AUKUS, giữa AUKUS cùng với lại các quốc gia đồng minh của Mỹ ở tại Đông Á là Hàn Quốc và Nhật Bản, và gia tăng cơ sở đồn trú của Mỹ ở tại Philippines với mục tiêu là châm ngòi cho chảo lửa ở xung quanh eo biển Đài Loan hay ở trên bán đảo Triều Tiên. Từ đó Hoa Kỳ có đầy đủ cơ sở để áp đặt an ninh của mình lên cửa ngõ của Thái Bình Dương và trên cái tuyến đường Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, và cũng là một cái cơ sở để Mỹ có thể gây sức ép cho ASEAN, lôi kéo ASEAN vào cuộc chơi của mình và đưa phòng tuyến NATO về Biển Đông. Nhưng toàn bộ mọi kế hoạch này thì ngay vào hồi tháng 3 năm 2022 thì ngài Lavrov đã đưa ra lời cảnh báo rất nhiều lần với lại thế giới. Lúc đó nó mới chỉ là biểu hiện, nhưng để rồi từng bước Mỹ đã đi đúng trong những cái kế hoạch mà Điện Kremlin đã đưa ra. Có nghĩa là cái âm mưu của tập thể phương Tây nó không nằm ngoài dự đoán và cái kế hoạch của Điện Kremlin, và đã không nằm ngoài toàn bộ cái chủ tính đấy thì Hoa Kỳ chỉ có thể chạy sau gấu Nga chứ không thể đi trước hay đi cùng với gấu Nga được. Ví dụ như câu chuyện từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm ngoái thì Nga đã tăng cường về phát triển kinh tế giữa vùng Viễn Đông của Nga với ASEAN, đặc biệt là mở cái tuyến đường hàng hải là Viễn Đông Thành phố Hồ Chí Minh và Viễn Đông với lại cảng Hải Phòng, rồi mở tuyến đường bộ thường xuyên mỗi tháng một chuyến là từ thủ đô Hà Nội đi Moscow thông qua con đường sắt đấy. Điều này khẳng định tầm ảnh hưởng của Nga đang ngày càng lớn ở trên vũ đài quốc tế, đặc biệt là trong cấu trúc của thế giới đó đa cực. Thì đó là về bàn cờ quân sự ở trên thế giới. Ngoài ra thì thế giới cũng đang kêu gọi trung tâm nền kinh tế mới nổi thúc đẩy về việc thanh toán song phương bằng đồng tiền quốc gia là trung tâm phi đô la hóa, con đường mà thế giới đang hướng tới. Bên cạnh đấy, về bàn cờ quân sự thế giới thì con số mà Mỹ đưa ra đấy thì 85% thế giới hướng tới một thế giới đa cực chứ không phải đi trong không gian của thế giới đó là đơn cực. Đó là về bàn cờ quân sự thế giới, sự thay đổi rất lớn sau hơn một năm diễn ra xung đột. Còn về xung đột ở tại Ukraine thì chúng ta cũng thấy là tập thể phương Tây đã từng bước vượt qua rất nhiều lằn ranh đỏ, từ việc cung cấp HIMARS cho Ukraine, cung cấp xe tăng, xe bọc thép cho Ukraine, cung cấp các loại pháo tự hành, rồi cung cấp tới F-16, cung cấp tới hệ thống Patriot. Nhưng đến ngày hôm nay một loạt khí tài đấy, những dòng khí tài theo tiêu chuẩn của NATO có mặt ở tại Ukraine ngày hôm nay đã bị Nga vô hiệu hóa, trong đó có hơn 20 tên lửa dẫn đường tầm xa của Anh đã bị Nga đó là tiêu diệt, và hai tổ hợp HIMARS của Mỹ viện trợ cho Ukraine để bảo vệ thủ đô Kiev và những căn cứ hậu cần xa hơn, bên cạnh đấy để đánh chặn tên lửa đạn đạo, thì cũng bị Nga đó là xóa sổ và đăng xuất. Còn ở chính quyền Kiev ngày hôm nay cũng đưa ra một kịch bản là truy tố, điều tra để truy tố ông Zelensky về cáo buộc tội đó là phản quốc. Đây cũng là một cái dư âm tương đối lớn ở tại Đông Âu. Chưa biết câu chuyện điều tra ở tại Ukraine nó nghiêng theo chiều hướng như thế nào, nhưng đây cũng là một thông tin bất lợi cho chính quyền ông Zelensky ngày hôm nay. Nó rất bất lợi. Còn về dư luận phương Tây, đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ ấy,
thì dân Mỹ bắt đầu mệt mỏi vì chính sách bài trừ Nga để chống lại Nga và giữ quyền đơn cực của mình. Cựu trợ lý của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, nhà văn và là nhà báo cho rằng là cư dân Hoa Kỳ đã quá chán trường mệt mỏi vì chính sách bài Nga của Washington. Nhân dân Mỹ rất mệt mỏi khi mà nghe những phát ngôn bài Nga và kết quả của các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ và NATO tiến hành ở tại Ukraine. Tại Washington thì đang diễn ra những cuộc biểu tình phản chiến. Mọi người chống lại tất cả những khoản kinh phí chi cho ngân sách quốc phòng. Đây là những dấu hiệu cho thấy là nhân dân Mỹ đã mệt mỏi. Và những cuộc phản chiến tranh cũng diễn ra ở tại châu Âu. Nhưng cuộc phản chiến tranh diễn ra ở châu Âu thì họ cầm cờ Nga, biểu tượng của Nga, ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt và phản đối NATO, phản đối Hoa Kỳ và kêu gọi chính quyền rút khỏi đó là NATO và đuổi người Mỹ hãy về bên kia Đại Tây Dương. Chúng tôi cần độc lập, cần tự do, cần đưa ra quyết định để bảo vệ quyền lợi riêng của mình. Về mặt dư luận này hoàn toàn đi ngược lại cỗ máy truyền thông của phương Tây và nó càng làm cho vị thế của Mỹ bị thất thủ ở trên vũ đài quốc tế và con đường viện trợ vũ trang cho Ukraine càng nằm trong tình thế khó khăn hơn, có đúng không? Bên cạnh đấy thì nhà báo cũng nói thêm rằng vì tình hình hiện tại nền kinh tế của Hoa Kỳ đang trong trạng thái rơi tự do, đường xa ở Hoa Kỳ đang xuống cấp, đường xá ở Hoa Kỳ đang xuống cấp, cơ sở hạ tầng cũng xuống cấp, nền kinh tế trong thực trạng tồi tệ, lạm phát tăng vọt tới 40%. Ở nước chúng tôi, số lượng người vô gia cư tăng vọt đến mức kỷ lục chưa từng có và dẫn tới sự thất nghiệp hàng loạt ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay khi mà chính sách của ông Joe Biden còn tiếp tục chống lại Nga và bài trừ đó là dân tộc Nga và ủng hộ cho chiến dịch chiến tranh ủy nhiệm diễn ra ở tại Ukraine. Bà nhận xét rằng phát ngôn của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Đảng Cộng hòa là đồng nhất hóa cái ác khi mà ông ấy tuyên bố là người Nga đang chết là kết quả thành công nhất của Washington chi tiền để giúp đỡ đó là Kiev. Và vị nghị sĩ này cũng đã bị chính quyền Liên bang Nga đó là truy nã ở trên toàn cầu. Và bản thân ông ta thì lại vui mừng với động thái phản ứng đến từ Liên bang Nga và cho rằng là việc làm viện trợ và tuyên bố của ông đã có ảnh hưởng tới chính trường của Liên bang Nga. Nhưng đó được coi là mối ô nhục đối với đất nước Hoa Kỳ, càng làm gia tăng mối rạn nứt của quần chúng nhân dân nước Mỹ đối với lại chính quyền. Điều đó không phản ánh thái độ của nhân dân Mỹ này, không được tiếp tục những luận điệu thù hận như vậy vì đó là mối sỉ nhục của đất nước Mỹ thể hiện mình là tự do và dân chủ và là cái nôi dân chủ ở trên thế giới. Còn về phía Trung Quốc thì cũng nêu điều kiện đối lại đối thoại với lại Hoa Kỳ. Chúng ta biết là vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đã từ chối cuộc gặp để thảo luận và bản thân Trung Quốc cũng từ chối các cuộc điện đàm đến từ nước Mỹ và Mỹ thì rất khó chịu về việc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho biết Washington cần tạo ra bầu không khí thuận lợi để quân đội của hai nước có thể tiến hành đối thoại với nhau. Phía Mỹ nên ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của mình để thực hiện chân thành và tạo bầu không khí cũng như là điều kiện cần thiết cho đối thoại và liên lạc giữa hai quân đội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc chia sẻ điều này với lại báo chí. Trước đó trong một thông báo gửi đến báo chí Lầu Năm Góc cho biết là quân đội Trung Quốc đã thông báo với Washington rằng họ từ chối lời đề nghị hồi đầu tháng 5 của phía Mỹ về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai bộ trưởng Austin và người đồng cấp Lý Thượng Phúc tại Singapore vào cuối tuần này, nhưng đã từ chối. Tuần trước, người phát ngôn của Nhà Trắng ông Kirby nói rằng Bộ Quốc phòng của Mỹ đang trao đổi để có thể tổ chức cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên thì trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ấy, cho biết là những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm tiếp cận quân đội Trung Quốc những tháng gần đây đều bị từ chối và phớt lờ. Theo Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, Washington biết rõ những lý do đằng sau về việc thiếu liên lạc giữa hai bên. Lần gần đây nhất là Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc đàm phán là bên lề hội nghị ASEAN ở Campuchia vào hồi tháng 11 năm 2022. Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trở lên căng thẳng kể từ tháng 8 năm 2022 sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Pelosi đã thăm Đài Loan bất chấp sự phản đối gay gắt của Trung Quốc. Tình hình càng xấu đi sau những vụ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc đi vào không phận vào hồi tháng 2 năm 2023. Căng thẳng tiếp tục leo thang này, gần đây khi mà chính phủ Trung Quốc thông báo là các sản phẩm do hãng chip Micron ấy, của Mỹ sản xuất có rủi ro an toàn an ninh
và Trung Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt và cấm vận đối với loại chip này, và phía Mỹ cũng đưa ra những phản ứng rất là gay gắt. Nhưng điều đó càng khẳng định rằng Hoa Kỳ không còn quyền áp đặt đơn phương với phần còn lại của thế giới nữa. Nếu như điều đó trước đây của Hoa Kỳ là có hiệu quả, thì đến bây giờ nó hoàn toàn là phản tác dụng. Còn Mỹ cũng tuyên bố là không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga, vì vừa rồi là vụ tấn công thứ hai bằng UAV của Ukraine vào Moscow và ngoại ô của Moscow đấy. Và phía Nga cho rằng đó là mục tiêu tấn công ám sát ngài Putin, cũng như là hành động khủng bố đến từ Ukraine, được hậu thuẫn bởi tập thể phương Tây. Và Mỹ cũng lo ngại vì những hành động này sẽ tạo ra leo thang xung đột trực tiếp giữa Nga và Hoa Kỳ, mà bản thân Mỹ muốn chống Nga nhưng không muốn đối đầu trực tiếp, mà chỉ muốn đẩy đồng minh chư hầu của mình vào cuộc chơi chống lại Nga nhằm bảo vệ quyền bá chủ của Mỹ ở trên vũ đài quốc tế mà thôi. Các đúng không? Nhà Trắng cho biết Washington đang thu thập thông tin về báo cáo liên quan tới các vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Moscow của Nga. Nhà Trắng cũng khẳng định Washington không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết Washington tập trung cho việc cung cấp thiết bị và hoạt động quân sự huấn luyện cho Ukraine và không ủng hộ các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ của Liên bang Nga. Quan chức này cho biết là Mỹ đang tiếp tục thu thập các thông tin để làm rõ các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Moscow của Nga. Nga trước đó cáo buộc các máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm tới nơi ở tổng thống của tổng thống Putin ấy, và một giới chức tinh hoa của Nga ở thủ đô Moscow. Theo thị trưởng của Moscow thì hai người đã bị thương trong vụ tấn công này. Tổng thống Putin đã gọi vụ tấn công là âm mưu đe dọa khiêu khích với lại Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng mạng lưới phòng không xung quanh thủ đô Moscow sẽ tăng cường và sẽ có những biện pháp đáp trả gay gắt với lại chính quyền Kiev cũng như là những kẻ đang ủng hộ cho cái hành động này. Trong khi đó thì cảnh báo đanh thép của Tổng thống Putin sau vụ UAV tấn công vào Moscow cũng đã được đưa ra. Đây được coi là bước đi leo thang nguy hiểm và đang cho thấy tập thể phương Tây hỗ trợ cho Ukraine đang trong quá trình đó là dễ chết khi mà thất bại trong kịch bản ở tại đó là Bakhmut, trong cái kịch bản hỗ trợ cho Ukraine thực hiện đó là cuộc phản công. Khi mà không còn thực hiện được cuộc phản công nữa thì buộc phương Tây phải tạo ra các chương trình khủng bố nhằm phá hoại Liên bang Nga và đe dọa dư luận của Liên bang Nga để tạo ra cách mạng màu là phản đối chiến tranh ở chính đó là Liên bang Nga. Nhưng mà chính hành động cực đoan đó nó càng đẩy tập thể phương Tây vào tình thế nguy hiểm hơn, còn Liên bang Nga sẽ đoàn kết hơn vì bảo vệ vận mệnh của đất nước và dân tộc của mình ở trên vũ đài quốc tế trong thời điểm hiện tại cũng như là trong tương lai. Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng sau khi táo UAV nghi của Ukraine tấn công vào Moscow vào ngày 30 tháng 5. Trong phát biểu được đưa ra ngày 30 tháng 5 thì Tổng thống Nga Putin đã cáo buộc quân đội Ukraine là thủ phạm đứng sau vụ tập kích UAV cảm tử vào thủ đô Moscow vào rạng sáng ngày 30. Theo ông Putin thì vụ việc này có đầy đủ dấu hiệu của một vụ tấn công khủng bố và được xem là đòn đáp trả của Kiev sau khi quân đội Nga đã tập kích sở chỉ huy của Cục Tình báo Quốc phòng của Ukraine, nơi đó có cả những chuyên gia của phương Tây hỗ trợ cho Ukraine trong những cuộc phá hoại vào lãnh thổ của Liên bang Nga hoặc là những nơi mà Nga đang kiểm soát. Tổng thống Putin cũng chỉ trích Ukraine vì đã tấn công các mục tiêu dân sự tại Moscow, trong khi khẳng định Nga chỉ tập kích các mục tiêu quân sự như là kho đạn hay là nhiên liệu của Ukraine bằng vũ khí chính xác. Theo Putin thì vụ việc này có đầy đủ dấu hiệu của một vụ khủng bố này. Tổng thống Putin cũng cáo buộc về những hành động gây hấn đến từ Ukraine có chủ đích và âm mưu của phương Tây. Cũng trong một bài phát biểu thì ông Putin đã cảnh báo về việc Nga sẽ tiến hành các hành động trả đũa tương xứng trong thời gian tới. Tổng thống Putin nhấn mạnh là ông mong muốn người dân Ukraine hiểu được rằng Nga bị buộc phải đưa ra các quyết định đáp trả sau cuộc tấn công được lên kế hoạch bởi nhà chức trách Kiev nhắm vào đó là Moscow. Họ đã gây hấn và buộc chúng tôi phải đưa ra hành động đáp trả. Chúng ta sẽ cân nhắc để đưa ra phản ứng thích hợp, ông Putin chia sẻ. Nhận xét về năng lực phòng không thủ của Moscow, người đứng đầu nhà nước Nga cho biết là ông hài lòng về năng lực đánh chặn của lực lượng này. Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận rằng năng lực phòng không tại thủ đô Kiev vẫn có thể được nâng lên thêm một đó là nấc thang quan trọng hơn nữa. Trong sáng ngày 30 tháng 5, thì 8 máy bay không người lái UAV cảm tử đã lao vào tòa nhà tại khu vực trung tâm thủ đô Moscow của Nga. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã lên tiếng và cáo buộc đây là một hành động khủng bố được Ukraine đó là tiến hành. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov sau đó tuyên bố là vụ tấn công nghi là do Kiev tiến hành củng cố thêm sự cần thiết của việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của Ukraine là đúng đắn.
đâm lại cái cáo buộc của phía Nga, thì ông cố vấn của Tổng thống Ukraine khẳng định là Kiev không liên quan đến vụ tấn công. Chắc chắn rồi là chúng ta cảm thấy thoải mái khi xem lại hình ảnh vụ tấn công trên và có thể dự đoán rằng các vụ tập kích với quy mô tương tự sẽ diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên, Ukraine không liên quan tới vụ tập kích này. Bộ phòng Nga tuyên bố là đã bắn hạ toàn bộ UAV trên sử dụng tổ hợp phòng không tầm ngắn ấy, để bắn hạ. Và đây cũng là một lời cảnh báo đến từ, đó là một câu. Ukraine nói rằng không liên quan, nhưng chúng ta biết là vừa rồi Nga đã bắt một đối tượng trong cái âm mưu là đưa những đứa trẻ mồ côi khi mà không có cha mẹ chăm sóc đi ra đó ở nước ngoài. Và người này đi tới Nga là quốc tịch Ukraine, được hỗ trợ bởi giới tình báo và an ninh quân sự của Ukraine, và đã bị đó là bắt và ngăn chặn. Động thái này thì tập thể phương Tây chưa lên án về cái động thái đưa trẻ em vô gia cư ra nước ngoài, bởi vì đây là cái âm mưu đào tạo, sử dụng trẻ em để đào tạo chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa phát xít, nhằm bài trừ văn hóa của Nga và dân tộc của Nga. Như một bé gái ở tại Kiev đã chia sẻ là lớn lên họ sẽ làm gì? Lớn lên sẽ làm những tay súng bắn tỉa để tiêu diệt đó là nước Nga. Ở tại Ukraine đã hình thành nên một chủ nghĩa phát xít toàn diện, và họ đang sử dụng trẻ em làm đối tượng để đào tạo, gây ấn hận thù lâu dài và gây mất ổn định an ninh chính trị lâu dài cho Liên bang Nga nói chung và dân, và đe dọa vận mệnh dân tộc Nga nói riêng. Trong khi đó thì Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức phê chuẩn đơn gia nhập của NATO của Thụy Điển sau khi mà ông Erdogan đã đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba của mình. Thì Mỹ vẫn thể hiện là bề trên và ra lệnh cho Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng ta biết là Mỹ không dễ gì để ra lệnh được Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thất bại hỗ trợ cho phe đối lập ở tại Thổ Nhĩ Kỳ lên nắm quyền trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đây được coi là một chiến thắng rất lớn đang hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của ông, đó là Putin. Và nhiệm vụ của tập thể phương Tây trong bối cảnh hiện tại là ngăn chặn ông Erdogan tiếp cận, đó là ngài Putin, và xích lại, đó là ngài Putin. Ngoại trưởng Mỹ ông Lincoln đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức hoàn tất quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập của NATO của Thụy Điển. Phát biểu tại cuộc họp chung với lại Thủ tướng Thụy Điển, Ngoại trưởng Lincoln cho biết Washington sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất quá trình gia nhập NATO của Thụy Điển trước thượng đỉnh NATO vào giữa tháng 7 tới đây. Ông Lincoln kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vì nước này đã thực hiện một số bước đáng kể để giải quyết những mối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả Thụy Điển và Phần Lan đều xin gia nhập NATO năm 2022. Tuy nhiên thì Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa phê chuẩn đơn của Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển gia nhập NATO vì cho rằng nước này là nơi đồn trú của các nhóm vũ trang mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, đó là người Cớt. Nhưng chúng ta cũng biết rằng cái kịch bản mà phương Tây sẽ sử dụng mọi biện pháp để áp đặt cho đồng minh chưa hầu, thậm chí là đe dọa tống tiền để buộc họ phải phê chuẩn, giống như đã phê chuẩn Phần Lan trở thành thành viên của NATO vậy. Nó giống như vậy, đúng không? Còn quan chức cấp cao của EU thì bi quan về triển vọng sớm chấm dứt xung đột ở tại Ukraine, nó rất khó có thể xảy ra. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại an ninh của Liên minh châu Âu, ông Borrell, nhận định là cuộc xung đột tại Ukraine sẽ khó có thể tiến hành tích cực trong mùa hè này, khi mà hai bên tham gia xung đột không có ý định sớm đàm phán để đưa ra quyết định ở trên chiến trường. Vì trong tình cảnh hiện tại, kinh tế châu Âu đang suy thoái, đe dọa nội chiến diễn ra, cho nên bản thân ông Borrell lo ngại là điều dễ hiểu. Nhận định để xung đột Ukraine đi khi mà đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở Tây Ban Nha, thì quan chức cấp cao nhất của phụ trách chính sách đối ngoại an ninh của Liên minh châu Âu, ông Borrell, thừa nhận là không lạc quan về những diễn biến trong những tháng tới của xung đột Nga và Ukraine. Theo ông Borrell thì hiện tại đang không có bất kỳ một tín hiệu tích cực nào về việc hai bên có thể tiến hành đàm phán để chấm dứt xung đột, đồng thời cho rằng phía Nga sẽ không chấp nhận đàm phán chừng nào chưa giành được chiến thắng. Tôi không lạc quan về những gì sẽ diễn ra trong mùa hè này tại Ukraine. Chúng ta có thể thấy cả hai bên đang tập trung một lực lượng quân rất lớn. Chúng ta cũng có thể thấy rõ ý định về phía Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột, ông Borrell chia sẻ. Cũng theo đánh giá của người phụ trách đối ngoại an ninh của EU, sau khi huy động được thêm trên 300.000 binh lính dự bị vào cuối năm 2022, quân đội Nga chắc chắn đã có kế hoạch cho cuộc xung đột ở châu Âu và châu Âu cần chuẩn bị cho việc hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Trước đó, Borrell từng nhiều lần công bố thừa nhận rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể chấm dứt ngay lập tức
nếu như phương Tây ngừng cung cấp vũ trang cho Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Nga cho biết là Tổng thống Nga Putin đã ký chính thức cái đạo luật ấy, rút ra khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở tại châu Âu. Đây là hiệp ước được ký vào năm 1990 giữa NATO và các quốc gia thuộc khối hiệp ước, đó là Ba Lan ấy. Trước đây nhằm giới hạn số lượng vũ khí thông thường ở tại đó là châu Âu. Đây là những bước tiến khó khăn đối với lại châu Âu ngày hôm nay. Và tín hiệu của Ukraine ngày hôm nay chỉ còn một tín hiệu là thành lập lên các tổ chức khủng bố nhằm đe dọa không gian an ninh ở châu Âu nói chung và Liên bang Nga nói riêng, là con đường mà Mỹ đang lựa chọn để thực hiện ở tại Ukraine. Còn con đường để hỗ trợ cho Ukraine nhằm làm suy yếu Nga trên chiến trường hay đánh bại Nga trên chiến trường là con đường cùng của tập thể phương Tây, không có dấu hiệu cho thấy rằng điều đó có thể xảy ra trong tương lai gần, mà chỉ biết rằng Nga đang thành công tạo dựng ra những mặt trận và cỗ máy xây tiền vũ trang và nguồn nhân lực của Ukraine khi mà chiến đấu ở trên mặt trận Arka, Soleda hay là tại Bakhmut trong thời gian vừa qua. Sau khi Bakhmut thất bại, người ta đã thấy một cái bẫy chiến lược mà Putin dành cho ông Zelensky, dành cho tập thể phương Tây đã rất thành công ở tại Ukraine. Và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu của Nga cũng đã tuyên bố tổn thất của Ukraine trong tháng 5 vừa qua lên tới hơn 16.000 binh sĩ. Đây là sự tổn thất khiến cho Ukraine đang bất lực trong tình cảnh bù đắp lại nguồn nhân lực bị thiếu hụt của mình. Và cũng là con đường bất lực của phương Tây đang trong kịch bản hỗ trợ cho Ukraine để bù đắp lại nguồn vũ trang đang bị thiếu hụt và bù đắp cho Ukraine những vũ khí kỹ thuật dẫn đường tầm xa đang bị Nga vô hiệu hóa ở trên chiến trường. Vậy thì tập thể phương Tây thì đang bất lực trên con đường viện trợ vũ trang cho Ukraine, còn Ukraine thì đang bất lực về việc bù đắp lại nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang Ukraine của mình, cho lực lượng của mình chiến đấu ở trên chiến trường. Hai cái điều bất lực này nó sẽ là hai tử huyệt chí mạng, làm suy yếu toàn diện không gian an ninh của phương Tây, thế đơn cực của Hoa Kỳ, cũng như làm suy yếu toàn diện về khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Và đến một ngày lực lượng vũ trang Ukraine không còn người để chiến đấu, buộc phải đầu hàng vô điều kiện và đáp ứng tất cả nhu cầu của Liên bang Nga, chứ không phải con đường có thể tiếp tục làm suy yếu được Nga ở trên chiến trường nữa. Người ta càng thấy sau hơn một năm, Nga đang đứng vững trên vũ đài quốc tế, phát triển kinh tế cũng như địa trị ngoại giao, còn tập thể phương Tây thì đang cuống cuồng vắt chân lên cổ để thay đổi cục diện về cán cân quyền lực. Nhưng họ càng cố gắng thì họ càng xa đẩy, họ càng mắc vào những cái sai lầm trầm trọng trong chính sách lập bài Nga cũng như là duy trì không gian đơn cực. Quyền bá chủ của Mỹ đã mất và đồng đô la đang bị phi đô la hóa, không gian an ninh tài chính của phương Tây đang bị đe dọa, đồng minh châu Âu Hoa Kỳ đang bị đe dọa về cuộc nội chiến. Đây được coi là thành công chiến lược của Nga và thất bại chiến lược của tập thể phương Tây. Và chiến dịch quân sự đặc biệt, phần nào đó tư tưởng của nó đã ảnh hưởng sâu rộng tới tập thể phương Tây cho tới thời điểm hiện tại. Các hành động gây ấn hận thù của Ukraine và NATO, nó đang thúc đẩy và khẳng định minh chứng cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là chính nghĩa. Và tập thể phương Tây đang trong chính sách thúc đẩy về những chủ nghĩa chống lại nhân loại. Họ sẽ thất bại và tiếp tục xa lầy trầm trọng, không có lối thoát ở tại Ukraine. Và đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.